Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ Travel and Service. Và hôm nay thì Bằng đang tháp tùng một chuyến đi cùng với những vị khách của Bằng tại Sovan. Và bây giờ thì Bằng đang đứng trong, đây là cái phố đi bộ của thị trấn Sovan quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy phía sau lưng của Bằng, đây là cái cối xay gió, một trong những cái biểu tượng của thị trấn Sovan quý vị. Và bên đây là cái bảng tên của thị trấn Sovan. Đang có rất là nhiều người Việt Nam của mình đang chụp hình với cái bảng này. Thị trấn Sovan chỉ cách Lido Sài Gòn của mình cả khoảng 3 tiếng tới 3 tiếng rưỡi lái xe từ Lido Sài Gòn thôi. Và chỗ này là một trong những cái nơi rất là nổi tiếng của Nam California, một trong những địa điểm du lịch rất là nổi tiếng trên đường 101. Và ngày xưa khi mà những cái người Đan Mạch lần đầu tiên tìm ra vùng đất Sovan vào năm 1911 đó, thì họ gọi cái vùng đất này là Sovan, theo tiếng Đan Mạch có nghĩa là cánh đồng đầy nắng, bởi vì ở đây là có những cái ngày nắng quanh năm luôn đó. Và cho đến khi mà vị hoàng tử của Đan Mạch viếng thăm cái thị trấn này vào năm 1949 thì từ lúc đó thì thị trấn Sovan mới bắt đầu nổi tiếng và mới có nhiều người dân Sovan đến đây. Nhưng mà một trong những sự kiện giúp cho Sovan đổi đời đó chính là một bộ phim vào năm 2004 có tên là Sideways. Khi mà bộ phim này được đoạt giải Oscar đó, người ta biết đến Sovan rất là nhiều, và từ đó trở đi thì Sovan trở thành một trong những cái thành phố du lịch rất là nổi tiếng. Ngoài ra thì Sovan còn được xếp vào một trong 14 thị trấn đẹp nhất vào đêm Noel tại nước Mỹ này. Bởi vì thế mà vào Noel năm nay, ngày 25 tới ngày 26 tháng 12, Bằng có thực hiện một chuyến tour để cho quý khách có thể ngủ lại một đêm trong thị trấn Sovan, trong phố cổ của Sovan, để mình có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của một trong 14 thị trấn mà các bạn phải đến ở Mỹ trong đêm Noel. Okay. Bây giờ là Bằng đang đi bộ lại để đưa quý vị đến tham quan cái tiệm bán đồng hồ cổ của thị trấn Sovan quý vị. Phía trước mình nè. Đó, có một cái ngôi nhà ngói theo kiểu người Đan Mạch, có hai cái gác và ở dưới là bán đồng hồ cổ quý vị. Ok, cô Tâm với chị Thủy qua trước đi ha, rồi con sẽ đợi những khách kia con qua sau. Đây là phía bên trong của tiệm bán đồng hồ cổ ở Sovan quý vị. Bằng biết cái này không? Bằng dám đi rồi biết cái này cái gì không? Ồ dạ, máy nghe nhạc đó không? Xài đĩa than. Dạ, xài đĩa gì vậy? Đĩa than. Đĩa than là đĩa gì? Cái đĩa này cũng gọi là đĩa than. Đĩa than hả? Nó dạ. Có đây nè. Đúng rồi, gọi là đĩa than. Dạ. Chị, cái hộp này nó nghe nhạc nè. Dạ. Mấy cái này là mấy cái đồng hồ mà có nhạc không á? Can I record video inside? It's yes, good. Yeah, thank you. Rất đẹp quý vị, tuyệt vời lắm. À, tất cả những cái đồng hồ này đều bán hết đấy quý vị. Họ có giá phía dưới nè. Giá của cái này là $3,450. Và họ có ghi cho mình coi một cái tiểu sử về nó luôn. Yeah, năm 1890. Ồ, quý vị có nghe một cái giai điệu nhạc nó được vang lên từ những cái hộp nhạc này không? Quý vị có nghe không? Hả? Nha, Bằng cũng đang tìm coi là cái hộp nào đang phát ra nhạc nè. Tất cả những cái hộp này đều có thể phát ra được nhạc đó quý vị. Wow, có cái lò to quá. Bằng luôn ước mong là sau này khi mà về già Bằng sẽ sở hữu được một cái máy nghe nhạc giống vậy. Quý vị, Bằng rất thích nghe nhạc bằng đĩa than quý vị. Mà có cái lò giống vậy nè, để trong nhà nhìn rất là đẹp. Cái này có giá bao nhiêu? Giá cái hộp này là... Oh, yeah, sorry ma'am. Đẹp quá. Ồ, đầu rồng. Cái này nó có vào năm 1920. Yeah. Dạ, yeah, mấy cái hộp có nhạc mới hay á. Yeah. Đẹp quá quý vị. Đây là những cái hộp nhạc á. Music, pop music. Ồ, hầu như đây đều có xuất xứ từ khoảng năm 1890.
đến nay quý vị. Cái này là 8.885 nè, 12.000 đô cho cái đồng hồ này. Wow, quý vị nghe cái giai điệu nhạc đang phát lên không? Ở đây là một cái gì đây? Cái này ra đời vào năm 1920, giá hiện tại bây giờ là 21.500 đô. Bằng đang đọc coi là cái này nó nói về cái gì quý vị. Thực ra thì bằng cũng không hiểu nổi luôn. Đại khái trong đây nó ghi đây là một cái máy tự động với những lá bài, không hiểu được gì nữa. Nhưng mà nó cái lá bài nó sẽ rớt xuống cái folder nó ghi nè. Chắc ở đây. Mình bỏ tiền ở đây quý vị nè. Bỏ tiền ở đây là chắc là mình chọn lá bài hay sao á. Trong cái này nè, bỏ tiền ở đây nè. Ở đây nó có ghi nè. Wow, cái tủ này đẹp quá quý vị. Quá đẹp quý vị ơi. Này là còn đồng hồ lắc nè. Phát ra nhạc nghe đã ha chú. Phát ra nhạc nghe đã quá ha. Cái block 1905 USA built it. Thì cũng ra trăm mấy năm rồi. Trên hơn trăm năm hết rồi. Cái này 42.000, cái này 47.000. Nhưng mà every time tôi nghe thì là mình phải tự động mình lên dây giống như lên dây cót em. Lên dây rồi thì nó đưa cái disc mỗi giờ nó đưa lên của disc riêng. Có tiếng khác nhau. Làm mỗi bài nhạc nó phát ra khác nhau. Đó giống như piano. Hay quá hay. Dạ mấy cái này cũng có nè. Nhưng mà như cái đó là nghe nó lớn nhất hay sao? Cái kia là nó. Còn cái này mình phải lấy disc để lên. Bài mê nhồ. Disc mình. Cái kia tự nó đưa. No, this is semi auto. Yeah. Semi auto, this one by manual. Ý của chú là cái này nó bán tự động quý vị, còn cái này là nó là bằng tay hoàn toàn á. Đây là những cái máy nghe nhạc mà mình phải lên dây nè. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến tham quan của mình ở Sovan nha quý vị. Chia tay với tiệm đồ cổ. Phía bên kia đường quý vị, đó chính là tượng nàng tiên cá quý vị. Một trong những câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng của người dân Đan Mạch. Và đây là cái tượng được làm theo cái nguyên bản ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Nhưng mà nó nhỏ hơn nhiều. Tượng này chỉ cao có khoảng gần nửa mét thôi quý vị. Nhưng mà cái mô hình của nó cũng gần giống như cái tượng ở Copenhagen luôn. Một trong những cái niềm tự hào của quê hương của họ, họ mang đến Soven, tượng nàng tiên cá. Bây giờ Bằng sẽ đưa quý vị lại gần với tượng nàng tiên cá nha quý vị. Nàng tiên cá đang rất buồn, đang ngồi đợi hoàng tử đến. Không biết ai là hoàng tử của cô ấy. Đây quý vị. Ngồi rất buồn. Có lẽ là hoàng tử của nàng tiên cá đang ở phía sau này đây. Đây chính là vị hoàng tử của nàng tiên cá. Chắc đây là hoàng tử quý vị. Cái bộ xương này là nó kéo trái bí đi. Người ta kéo con bò, bọn này nó kéo trái bí. Cái này cao bồi mà, cái này cao bồi dữ rồi. Quý vị. Đó. Này, trăm năm bia đá cũng ngon. Đó. Mà nàng tiên cá thì không sao hết, còn anh hoàng tử là tiêu tan rồi, trụi lũi rồi. Còn bộ xương không? À?
Đó, trăm năm bia đá cũng mòn nhưng mà tượng này tiếng cá vẫn còn nguyên. Nhưng mà anh hoàng tử là coi như tiêu tan rồi quý vị, còn bộ xương thôi. Đây là một cái tiệm bán đồ lưu niệm của Sovan quý vị. Họ làm những cái đèn thủy tinh rất là đẹp luôn. Nhà cái này nó được ghép lại á. Nhà cái này nó ghép những cái miếng thủy tinh lại cho nó ra nhiều màu. Nhìn đẹp quá ha. Với những cái tô dĩa ở đây cũng đẹp lắm quý vị. Đẹp quá. Cái này có giá 17 đô. Cái này về bỏ muối tiêu, muối ớt rồi vô chấm cái cây ăn hết ý luôn. Này mua cái này nè, cái này dừa, cái này về chấm muối tiêu được ngon hết ý luôn. Đây. Anh chị ở Florida mua cái này về bỏ, anh bỏ muối tiêu rồi vô chấm ăn. Chấm nhớ Sovan. Này nó bán 10 đồng cái, 3 cái 25 đồng. Handmade luôn nha. 3 cái nào đi, 3 cái nhà mình luôn, 3 người. 3 cái 25 đồng. Đẹp quá. Đẹp luôn. Cái này mua về xong cái bỏ chén muối, chén muối ớt, muối tiêu. Đó, chấm cái cây ăn. Ồ mấy cái đèn này đẹp nè. Đã quá trời đã luôn. Quá đẹp. Đây là phía bên trong của cái tiệm bán đồ lưu niệm quý vị. Yeah, có một trái bí rất là to quý vị. Trên đường đi bộ của Sovan, không biết thiệt hay giả. Bí thiệt đó, bí thiệt đó. Ồ, bí thiệt. Trời sao to vậy? Ồ. Quá to. Họ thử bấm dấu tay rồi. Trời ơi, đây nó không chưa hẳn là to. Hàng thiệt. Nó to thôi nhưng mà chưa hẳn là to. Hàng thiệt nha quý vị. Hàng này chưa qua phẫu thuật nha quý vị. Chưa có thẩm mỹ gì cả, nên hàng thiệt 100%. Chưa có đụng dao kéo. Bí này ăn được chứ phải không? Dạ, yeah, này bí chắc để chưng chơi thôi chứ. Dạ. Yeah. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ ra xe và tiếp tục khởi hành đi quý vị. Mình sẽ đi ăn trưa ở Santa Maria. Ok. Dạ. Yeah. Bao lâu nữa? Dạ yeah, khoảng 40 phút. Dạ. Yeah. Ok. Xin thưa quý vị, bây giờ thì Bằng sẽ chia tay với thị trấn Sovan và video quay về thị trấn Sovan của người Đan Mạch tới đây là kết thúc, và hẹn gặp lại quý vị một ngày không xa cùng với Bằng Võ đến tham quan thị trấn Sovan nha quý vị. Và xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong một video kế tiếp. Bye bye.